Audio trọn bộ truyền ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 37 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cầu trù xuất hiện. Vào cửa là một thanh niên mặc áo gió màu trắng, ăn mặc rất ngầu, vẻ mặt phóng túng, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tuy rằng đang nhìn Phan Lâm ở đây Nhưng lại có một loại khí chất ngông cuồng Không để ai vào trong mắt Đây là cậu chủ Về phần người đàn ông phía sau Lại càng khoa trương hơn Vóc dáng to lớn bằng hai người cộng lại Cao hơn cả cánh cửa Đứng đó như người khổng lồ Nhìn thấy người này Hơi thở của nhiều người run lên Và ra đầu tê dại Chẳng trách nhóm của quản lý Lê Đã bị quét sạch chỉ trong vòng vài giây Với một người khổng lồ như vậy Ai mà chống lại được chứ? Phan Lâm nhìn kỹ người khổng lồ thì thấy anh ta rất không đơn giản, chưa kể cánh tay của anh ta rất khỏe, nhưng bên trong lại có cơ bắp. Mười đầu ngón tay đều có mết chai, đây là kết quả của bài tập cầm nắm trong thời gian dài. Là một người luyện võ, với vóc dáng như vậy lại còn luyện võ thật kinh khủng. Này, sao lại không có ai nói chuyện vậy? Chẳng phải có người vừa bảo tôi tới quỷ sao? Mau nói đi, người ở đâu? Chẳng lẽ phải đánh từng người một mới chịu thừa nhận sao? Cậu chú đó híp mắt cười, còn người tự nhiên rơi vào trên người của Phan Lâm. Bởi vì trong những người có mặt, Phan Lâm không có lộ ra vẻ sợ hãi. Là cậu đánh em vợ tôi sao? Phan Lâm hỏi, như thế không nghe thấy cậu chú này nói cái gì vậy? Anh là chủ tịch Lâm sao? Cậu chủ sừng rốt trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo cười nói. Tôi chỉ muốn đơn giản mời em vợ của anh đến hộp của tôi, uống rượu và hát một bài. Nhưng em vợ của anh không những từ chối mà còn tát tôi nên tôi đánh cô ta cũng không quá đáng có đúng không vậy thì tốt cậu lại đây phan lâm gật đầu nói được rồi anh muốn tôi làm cái gì đây cầu chủ mỉm cười đi về phía phan lâm hắn vừa đi người khổng lồ phía sau cũng đi theo vừa bước đi trên mặt đất nện xuống cộng với dáng người của anh ta có cảm giác rất uy thế phan tử ngư và lý khánh hân sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt Cuộn mình sau lưng của Phan Lâm như một con mèo nhỏ. Theo đàn này, ai mà không sợ chứ. Nhưng vẻ mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh, không có nhiều biểu cảm. Điều này khiến cho cậu chủ có chút kinh ngạc. Thú vị đấy. Cậu chủ cười nhẹ. Quỳ xuống. Phan Lâm liếc hắn một cái. Nếu tôi không quỳ thì sao đây? Cậu chủ cười hỏi. Vậy thì tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống phan lâm giơ chân lên hùng hàng đá vào đầu gối của cầu chủ định đá vào đầu gối của hắn một cái bắt hắn quỳ xuống nhưng vào lúc anh giơ chân lên một bàn tay to nắm chặt thành nắm đấm cực kỳ hung ác đánh vào đầu của phan lâm đó là nắm tay của người khổng lồ khóe miệng của cầu chủ nhếch lên nhàn nhạt, nhạt nhìn phan lâm hắn tin rằng trước khi phan lâm đánh tới nắm đấm của người khổng lồ nhỏ bé sẽ đập nát cái đầu của phan lâm nhưng ngay khi nắm đấm rơi xuống đầu Phan Lâm, một bàn tay khác nắm lấy nắm đấm đó nhanh như chớp. Có một âm thanh rõ ràng, nắm đấm rơi xuống đột nhiên dừng ở trên đầu của Phan Lâm một tấc. Cái gì? Vị cầu chú run rẩy thở dốc và vội vàng cúi đầu, nhưng đã quá muộn. Mặc dù bàn chân này không đá vào đầu gối của hắn, nhưng nó đã đập mạnh vào bụng hắn. Cơ thể của cầu chú bay như một viên đạn đại bác và đập mạnh vào bức tường phía sau. Bức tường vỡ ngay lập tức, Phần tường bị cầu trù đập vào lõm thành hình người. Tất cả mọi thứ xảy ra trong tích tắc, sợ rằng nó thậm chí sẽ không kéo dài quá ba giây. Cầu trù coi trời bằng vung kia đã bị bay. Doãn Ngụy, Quản lý Lê, Khương Định, Phan Tử Ngư và những người khác đều chết lặng. Và ngay sau đó, Phan Lâm vùng tay một lần nữa, nắm lấy cổ tay của người khổng lồ và đập vào người của cầu trù một cách dữ dội. Gã khổng lồ lập tức mất thăng bằng trước sức mạnh thô bạo của Phan Lâm mà ngã xuống. Cái gì? Cậu chủ hoa mắt, nhìn thấy cảnh này, cực kỳ kinh ngạc, vội vàng rãy ruộng muốn thoát ra khỏi tường. Nhưng ngay khi mới nhúc nhích được một chút, thân hình to lớn của tên kia đã nặng nề mà đập vào người hắn. Cả hai lăn thành một quả bóng, và khi dừng lại đã máu chảy đầy đầu. Trong tình huống này, não của những người có mặt tại hiện trường không còn suy nghĩ được gì nữa. Hai kẻ khác người thường thế này chẳng khác gì là gà chó trước mặt Phan Lâm. Không ngờ anh cũng là người luyện võ, có lẽ là cao thủ ngoại công có đúng không? bằng không cú đá vừa rồi cũng đủ để làm cho anh ngất đi. phan lâm hai tay đút túi chậm rãi bước đi. người khổng lồ vội vàng đứng dậy, sau đó gầm lên như sấm, lao về phía phan lâm. nhưng ở một giây tiếp theo, phan lâm nhanh như chớp lập tức tóm lấy cổ tay của người khổng lồ. khuôn mặt của người khổng lồ ngay lập tức đỏ bừng, cổ của anh ta bị phan lâm bóp đến mức biến dạng. anh ta giơ nắm đấm lên và phóng về phía cơ thể của phan lâm như điên nắm đấm dày và vạm vỡ giống như một khẩu súng máy điên cuồng đánh văn lâm nhưng phan lâm đứng ở đằng xa bất động cho dù nắm đấm của anh ta có hung tợn cỡ nào thì cũng không thể ảnh hưởng được chút nào cả chuyện này làm sao có thể chứ cầu chủ mở to hai mắt ngần ngơ người to mà sức thì nhỏ thế hay là anh chỉ biết dùng vũ lực mà không biết kỹ thuật chiến đấu đây phan lâm lắc đầu đột nhiên anh lấy tay còn lại từ trong túi ra đánh một cách chính xác và nắm đấm của người khổng lồ còn người của gã khổng lồ trợn lên ra đầu run dày nhưng phan lâm đột nhiên phát lực người khổng lồ kêu lên thảm thiết nhìn thấy bàn tay của mình đã hoàn toàn bị phan lâm bóp nát tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng những người trong phòng đều run lên sự thay đổi đột ngột này khiến não của nhiều người như sụp đổ nhưng Phan Lâm vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh dùng một tay nắm lấy cổ của gã khổng lồ, di chuyển nhẹ cánh tay và đập nó về phía bức tường bên cạnh. Anh dùng sức mạnh đập vào. Người khổng lồ đã đập vỡ ba bức tường và sau đó thì ngã xuống đất, lập tức ngất xỉu. Nhất huấn! Cậu chủ dùng mình hét lên một tiếng, toàn bộ đôi môi đều run rẩy không ngừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người vệ sĩ gần như bất khả chiến bại bên cạnh hắn lại bị đối phương đánh bại một cách đơn giản như thế. Không thể nào, điều này là không thể. Anh... anh là ai? Cậu chủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Còn không mau quỳ sao? Phan Lâm yên lặng nhìn cậu chủ, nói với giọng nói như đến từ địa ngục. Quỳ sao? Quỳ xuống con mẹ mày á? Thả bị giết, còn hơn là bị sỉ nhục. Nếu quỳ xuống, tôi còn có thể về nhà họ mạnh sao? Cậu chủ cả người run lên, đột nhiên hét lên với Phan Lâm. Tôi đã cho cậu một cơ hội, nhưng cậu không trân trọng. Vì cậu không quỳ xuống, đừng có trách tôi. Phan Lâm nhẹ nói, liền nâng chân dẫm lên đầu gối của cậu chủ. Nhưng vào lúc Phan Lâm ra tay, cậu chủ ngồi dưới đất, đột nhiên nhảy dựng lên như một con thỏ. Một tay chém về phía cổ của Phan Lâm. Phan Lâm giơ tay ngăn cản. Cậu chủ không nản trí, liền giơ tay kia đánh tới. Mỗi đòn thế của hắn ta đều mang dáng vẻ của Vịnh Xuân Quyền, nhưng lại hung hãn hơn, nhanh hơn và độc đoán hơn Vịnh Xuân Quyền. Hắn có thể thực hiện hơn 20 cú đấm trong một giây, nhanh không giới hạn, sức mạnh rất đáng sợ. Đây có lẽ là chiêu thức trong thù pháp quyền cổ. Ánh mắt của Văn Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa đỡ đòn vừa quan sát. Thực ra anh không quá giỏi võ, vì phần lớn thời gian của anh dành cho việc học y thuật. Những người luyện võ mà anh nhìn thấy bình thường đều là những võ sư trong những hội quán võ thuật những chiêu thức cũng thường thấy không thu hút được sự quan tâm của anh nhưng hôm nay cậu chủ bày ra võ công cổ quái khiến phan lâm chú ý anh không lập tức dùng kim bạc hạ gục cậu chủ mà chỉ phòng thủ đồng thời quan sát mọi cử động của cậu chủ đại bàng chạm trời mãnh hổ hạ sơn bạc kích phù dung cú đá thất nguyệt cậu chủ giận dữ hét lên trong khi tung ra một loạt đòn tấn công dữ dội thế công mãnh liệt mạnh mẽ như rồng khi phan lâm chống cự anh có chút không thể ngăn cản được, nhưng cầu chủ lại hung hăng đá vào chân anh. Anh lùi về phía sau liên tục, tuy rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cảnh tượng này khiến tim của mấy người Lý Khánh Hân căng thẳng. Anh rể, cẩn thận! Lý Khánh Hân run dày hét lên. Anh Lâm, cố lên, đừng thua! Phan Tử Ngư cũng lấy hết can đảm lớn tiếng cổ vũ. Tưởng thế nào, anh chỉ là một tên giỏi võ mồm mà thôi. Hôm nay, để cho cầu chủ đây xử lý anh, Chờ giải quyết xong sẽ đến lượt đám chó má kia. Cầu chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên không trung, đạp về phía mặt của Phan Lâm. Đại bàng giang cánh! Một cú đá trúng đích, như một con đại bàng bay vút lên bầu trời. Cái gì? Sắc mặt của cầu chủ biến đổi kinh khủng, vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Chân của cầu chủ còn chưa tới gần Phan Lâm, Phan Lâm đã đá văng hắn ra ngoài. Cầu chủ nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu rõ ràng là cú đá này đã lập tức làm gãy một bên dương sườn của hắn tại sao tại sao anh lại dùng được chiêu thức của nhà họ mạnh chúng tôi cầu chù lau vết máu trên khóe miệng kinh ngạc hỏi hiện tại tôi đang học phan lâm nói bây giờ học bây giờ sao cầu chù há to miệng đầu óc dối tung lên hắn đã mất hai năm đào tạo để thực hiện đúng thủ thuật này mà đối phương vừa nhìn đã sử dụng được hơn nữa còn không có vẻ gì là mới học là già đây chắc chắn là giả, anh đang nói dối tôi. Cậu chủ không thể tiếp nhận được nữa, cả người run run. Phan Lâm không nói mà giơ tay ra làm động tác. Tôi muốn cậu chết. Cậu chủ suy sụp một chút, hét lên một cách điên cuồng, rồi liều mạng xông tới, mãnh hồ hạ sơn, bạc kích phủ dung, cú đá thất nguyệt. Phan Lâm sử dụng tất cả các chiêu thức võ công mà cậu chủ đã sử dụng trước đây, nhưng cậu chủ không có năng lực phản ứng nhanh như Phan Lâm và tất cả những chiêu thức này đều đánh lên người của cầu chủ. một lúc sau, người cầu chủ đã sưng tím bầm, đứng dậy cũng khó. anh dề đừng đánh nữa. nếu tiếp tục đánh hắn sẽ chết đó. giết người không tốt. nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cầu chủ, lý khánh hân nhanh chóng thuyết phục. phan lâm nghe thấy thế thì cười nhạt. khánh hân đừng lo lắng, anh có biện pháp. khánh hân khẽ gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Nếu cậu không chịu quỳ thì tôi cũng không làm khó cậu nữa. Nhớ kỹ, đừng chọc giận tôi, đã biết chưa? Phan Lâm cúi xuống, lạnh nhạt nhìn cậu chủ. Thằng cốn, tao sẽ báo thù, tao sẽ bắt tất cả các người phải trả giá. Cậu chủ giận dữ hét lên. Xem ra, bài học vẫn chưa đủ. Phan Lâm cao mày muốn tiếp tục đánh, nhưng khi anh vừa mới giơ tay lên, vẻ mặt không khỏi cứng đơ, lập tức nâng lòng bàn tay của cậu chủ. Bỗng thấy có hai chấm nhỏ màu đỏ tươi trên mu bàn tay lạc linh huyết sao phan lâm thầm kêu lên nghe được ba chữ này cậu chủ đột nhiên mở mắt ra gầm lên cắn cổ của phan lâm nhưng vừa đứng dậy liền bị một tay của phan lâm ấn mạnh xuống đất xem ra lần này thu hoạch thật tốt phan lâm bình tĩnh nói sau đó rút ra một cây kim bạc đâm ở trên người của cậu chủ cậu chủ lập tức bất động đó là của tao mày không được lấy đi là của tao nếu mày dám đoạt đi tao giết cả nhà mày giết cả nhà mày vậy tôi sẽ chờ cậu đến giết. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó cầm lấy kim bạc đâm vào cột của cậu chủ, cầm máu đồng thời giơ cổ tay lên. Lúc cậu chủ còn đang chửi bới, nhưng khi nhìn cổ tay của Phan Lâm, hắn liền sợ hãi. Mười... mười ba giọt sao? Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra vậy? Một mình anh thật sự có tổng cộng mười ba giọt lạc linh huyết sao? Lưỡi của cậu chủ gần như thắt lại. Hắn chỉ mới có hai giọt, đã khiến vô số người phải ghen tị đồng thời khiến tài năng của hắn tăng vọt. Bây giờ người này thực sự có 13 giọt, thêm hai giọt của mình sẽ có tổng cộng là 15 giọt. 15 giọt lạc linh huyết, quá kinh khủng. Phan Lâm đứng lên, ánh mắt bừng cháy. 15 giọt, chỉ cách một bước thôi, sẽ có 15 giọt. Phan Lâm thì thào, quay người đối với những người phía sau. Đi thôi, trở về đi. Vâng, cậu Lâm. Doãn nhụy nhanh chóng đứng dậy. Mọi người vẫn còn đang xuất thần và không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Cầu trù cũng ngây người nhìn, ra đầu run lên. Hắn không phải đắm chìm trong đau đớn bị lấy đi lạc linh huyết, mà đắm chìm trong sự hoảng loạn. Chờ người rời đi một lúc, người khổng lồ ở đằng kia run rẩy bỏ đến. Cầu trù, cậu, cậu không sao chứ? Lạc linh huyết của tôi đã bị cướp đi. Cầu trù khàn giọng nói. Cái gì? Tôi, tôi sẽ thông báo cho gia tộc ngay lập tức. Không, Đừng thông báo." Cầu chủ tái mặt sợ hãi nói, "Nếu gia tộc có hỏi thì báo lại, người cướp đi lạc linh huyết của tôi, không được chọc vào, tuyệt đối không được chọc vào." Hắn biết 15 giọt lạc linh huyết có ý nghĩa gì, nhà họ Mạnh tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù với người này. Mọi người cùng đi theo bậc thang hướng ra bên ngoài quán karaoke Hoàng cung, từ đầu đến cuối ông chủ quán karaoke Hoàng cung đều không xuất hiện ông ta phải biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng ông ta không dám tiến tới bởi vì cả phan lâm và cầu chủ đều không chọc được lựa chọn tốt nhất lúc này là giả ngu để quản lý lê giải quyết phan lâm không khỏi thờ dài ông chủ của karaoke hoàng cung này cũng là một con cáo già xào quyệt ngay khi khánh thiệu và khương định ra khỏi cổng họ lén lút chuồn đi chắc chắn lần này họ sẽ không bao giờ quên giờ rằng sẽ không bao giờ dám chọc giận lý khánh hân về phần phan tử ngư vẫn chưa giỏi đi mà nhìn chằm chằm phan lâm với ánh mắt tỏa sáng được rồi khánh hân cô giỏi thật đấy phan tử ngư cầm tay lý khánh hân nói nhỏ tôi làm sao lý khánh hân về mặt bối rối cô còn giả bộ không biết sao anh rể tốt như vậy cô che giấu như vậy làm cái gì sợ tôi cướp anh rể của cô sao tôi tôi không biết lý khánh hân bất lực nói đó là lần đầu tiên cô ấy thấy phan lâm ra tay cô ấy chưa từng nghĩ anh rể lại mạnh mẽ như vậy thậm chí còn có thể một tay nâng người như siêu nhân thật đáng tiếc khi anh rể đã có chị gái cô rồi nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua phan tử ngư buồn bực nói cô đã gặp lý ái vân biết rằng mình không thể so sánh được với vẻ đẹp như vậy Lý khanh hân sững sờ không nói nên lời nhưng trong đáy mắt cũng có một tia dao động chủ tịch lâm có cần phải đến truyền lời cho nhà họ mạnh không doãn ngụy gặp kiếng nói không nếu lời chào của ông có ích, cậu chủ kia làm sao có thể đánh ông Thành thế này chứ? Rời khỏi Giang Thành. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì, Chủ tịch Lâm, những hiểu lầm trước đây, cậu xem... Doãn Ngụy thận trọng hỏi. Phải nhìn biểu hiện sau này của ông. Phan Lâm thản nhiên nói. Câu nói này khiến cho Doãn Ngụy an tâm. Doãn Ngụy vội vàng cúi chào Phan Lâm trước khi rời đi. Nhưng vào lúc này, một người qua đường đột nhiên cúi đầu về phía này, vô tình va chạm với Phan Lâm. Này, cậu đi không nhìn đường sao? Người đàn ông lào đào quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Hình như là anh mới là người không nhìn đường đó. Phan Lâm cau mày. Doãn Ngụy nhìn chằm chằm người bên cạnh. Đợt hiểu ra điều gì đó, lập tức hét lớn. Anh là người trong võ quán Mãn Châu sao? Ngay khi dứt lời, vẻ mặt của người đàn ông đó thay đổi rõ rệt. Anh ta lập tức giơ nắm đấm lên và giáng thẳng vào mặt Phan Lâm. Phan Lâm tức giận gầm gừ, không khách sáo mà giáng cho người đàn ông một cú đấm bằng tay trái nắm đấm va vào nhau. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, năm ngón tay của anh ta thực sự đã bị Phan Lâm bẻ gãy. Người họ mãn điên rồi, tôi đã cảnh cáo rồi, các người còn ngu muội không tỉnh ra. Các người bao dừng lại, dừng tay! Doãn Ngụy hét lên, nhưng nói vẫn vô ích. Người đàn ông lấy tay che lại và muốn lao tới lần nữa. Tuy nhiên, cùng lúc đó bên cạnh truyền tới tiếng hô, anh rể, cẩn thận! Giọng nói cất lên, một người qua đường đang gọi điện bên cạnh lại rút ra một con dao sắc nhọn đâm vào lưng của Phan Lâm một cách ác ý. Lý Khánh Hân lần đầu tiên có phản ứng, lập tức ra tay chặn Phan Lâm, cố gắng che chắn Phan Lâm. Đồng tử của Phan Lâm co rút lại điên cuồng, vội vàng vươn tay cầm lấy con dao. Mặc dù phản ứng của anh đã đạt đến cực hạn, anh nắm lấy con dao sắc nhọn đâm vào, nhưng một phần nhỏ của mũi dao đã xuyên qua bụng của Lý Khánh Hân, hô hấp của Phan Lâm run lên, động từ chấn động, lập tức đá ra ngoài. Cút đi! Người đàn ông bị đá văng ra đường, tông vào mua xe ô tô và lập tức hôn mê. Khánh Hân, em không sao chưa? Phan Lâm rất lo lắng, lập tức rút kim bạc cắm vào bụng dưới của Lý Khánh Hân. Em không sao. Anh rể, ở đây nguy hiểm lắm. Anh về đi. Tử Ngư, gọi cảnh sát. Lý Khánh Hân trẻ vết thương, nhíu mày nhìn Phan Lâm, thờ hồn hền nói. Giật mày vết thương không sao tuy có chảy máu nhưng vẫn chưa làm tổn thương đến nội tạng nhưng cho dù chỉ là vết thương nhẹ phan lâm cũng không thể chấp nhận được khuôn mặt của anh đầy sự tức giận phổi của anh gần như nổ tung nhà họ mãn lại là nhà họ mãn xem ra nếu không đánh thì không yên phan lâm tức giận nhìn thêm mấy tên côn đồ toàn sông tới không có lời nào liền đá hết chúng ra ngoài lần này phan lâm hoàn toàn không nương tay mỗi một cước đều dùng hết sức Doãn Ngụy đứng bên cạnh có thể nghe rõ tiếng xương gãy, không có ngoại lệ, cho những người đã bị trúng cú đá của Phan Lâm, gần như cả đám đều ngã xuống đất bất tỉnh, không còn cử động được nữa. Khi những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, họ đã la hét và bỏ chạy tứ phía, có người đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát và có người gọi xe cấp cứu. Phan Lâm giải quyết những người này, lập tức đưa Lý Khánh Hân đi bệnh viện, Phan Tử Ngư đi theo. Nhưng Doãn Ngụy không đi, bởi vì không bao lâu nữa sẽ đến 12 giờ, ông ta lại để cho Phan Lâm số điện thoại, nếu Phan Lâm có chuyện gì liên quan đến ông ta, có thể lập tức gọi điện thoại. Phan Lâm vớt lờ điều đó và nhanh chóng đến bệnh viện nhân dân để chữa trị vết thương cho Lý Khánh Hân. May mắn thay, đó chỉ là một vết thương ngoài da, sau khi băng bó một chút, Lý Khánh Hân đã tỉnh lại. Phan Lâm gọi điện thoại cho Lý Cẩm. Lý Cẩm liền vội vàng chạy vào trong bệnh viện sau khi nghe tin. Khánh Hân Em không sao chứ? Lý Cầm dọa đến mức ôm lấy Lý Khanh Hân, rùn giọng nói. Chị ơi, em không sao, có anh dè ở đây em vẫn an toàn. Lý Khanh Hân cười, em làm chị sợ chết khiếp. Sau này em không được phép đến một nơi hỗn loạn như vậy nữa, hiểu chưa? Lý Cầm nghiêm nghị nói, nhưng... Lý Khanh Hân muốn nói gì đó, nhưng khi lời nói đến bên môi, cô vẫn kìm lại. Phan Lâm, cảm ơn. Lý Cầm liếc mắt nhìn Phan Lâm, khẽ nhếch môi dưới được Khánh Hân trở về đi, Phan Lâm nói. Ừm. Lý Cẩm gật đầu cảm ơn Phan Lâm một lần nữa, sau khi nhìn anh thật sâu, cô ấy rời khỏi bệnh viện. Phan Tử Ngư cũng được đưa về nhà, Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thủy Bình Vân. "Chủ tịch Lâm, có chuyện gì vậy?" Thủy Bình Vân cung kính hỏi. Lập tức phái người bao vây võ quán Giang Thành, không ai được phép vào và không được rời đi. Phan Lâm khản giọng nói. Thủy Bình nghe vậy thì hô hấp run lên, mơ hồ ý thức được cái gì đó vội vàng nói: Chủ tịch Lâm, đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức thu xếp. Hiện tại tôi sẽ đến nhà họ Mãn. Phan Lâm cúp điện thoại. Sau khi xem xét tình trạng của Lý Ái Vân, liền rời khỏi bệnh viện đi về phía võ quán Mãn Châu. Cùng lúc đó, một lượng lớn xe tải cũng đang hướng về phía võ quán Mãn Châu. Những chiếc xe này rất nhanh đã dừng lại trước võ quán Mãn Châu. Đồng đào người đàn ông nhảy xuống, bao vây toàn bộ võ quán. Võ quán Mãn Châu lập tức rung chuyển. Các người làm gì vậy? Dám làm loạn ở đây sao? Không biết đây là đâu sao? Cút ngay! Cút ngay! Quản lý võ quán Mãn Châu ở Giang Thành lập tức dẫn hàng trăm đệ tử ra khỏi cổng. Mọi người tức giận nhìn chằm chằm vào đám đông, gần ngàn người bên ngoài. Từng người từng người một, mặt ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Tuy nhiên, không ai ở hiện trường muốn đối đầu với quản lý võ quán. Tên khốn! Quản lý võ quán tức giận lập tức hét lớn, "Tao sẽ đếm ngược 5 giây, sau 5 giây mà mày không rời đi thì đừng có trách." Mặc dù số lượng đối thủ nhiều gấp mấy lần đệ tử của võ quán Mãn Châu, nhưng khoảng cách giữa những người bình thường và người luyện võ cách rất xa nhau. Thực sự muốn chiến đấu, người của võ quán Mãn Châu cũng không sợ. Tuy nhiên, vào lúc này, đám đông xung quanh đột nhiên tách ra sau đó một chiếc ben lây màu nâu từ từ lái vào cổng của võ quán một nam một nữ bước xuống xe quản lý võ quán biết người phụ nữ trong số họ đó là thủy bình vân về phần người đàn ông ông ta chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ nên đang rất bối rối cô bình vân chuyện gì đã đưa cô đến đây vậy làm gì mà nửa đêm cô lại đưa nhiều người đến đây thế chứ tuy nhiên thủy bình vân không nói chỉ liếc nhìn ông ta rồi đứng sang một bên cúi đầu và không nói gì cả Quản lý võ quán giật mình, sau đó ông ta nhận ra dáng đứng của Thủy Bình Vân. Lúc này cô ấy thực sự đang đứng phía sau người đàn ông. Người này là ai vậy? Làm sao lại có thể làm cho Thủy Bình Vân đứng phía sau chứ? Mãn Tuấn Đại ở đâu? Bảo ông ta ra ngoài gặp tôi! Phan Lâm lấy ra một đôi găng tay màu trắng, vừa đeo vào tay vừa hỏi. Cậu hai nhận được một cuộc gọi từ gia đình, một giờ trước đã lên máy bay đến Yến Kinh rồi. Xin hỏi anh là ai? Tìm cậu hai có chuyện gì vậy? Bình Vân! Cầu chủ Lâm. Thủy Bình Vân vội vàng cúi đầu. Đặt cho tôi một vé đến Yên Kinh. Khi nào thì đến nơi. Thời gian nhanh nhất. Đặt trước vài tiếng. Vâng. Thủy Bình Vân gật đầu sau đó giao phó cho những người đàn ông bên cạnh. Quản lý võ quán bỗng cảm thấy hoàng sợ. Mãn Đình Phúc có ở đây không? Phan Lâm lại hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Quản lý võ quán ngưng trọng hỏi. Tôi sẽ hỏi lại một lần cuối cùng. Mãn Đình Phúc có ở đây không? Phan Lâm nhìn chằm chằm quản lý võ quán mà hỏi. Ngay khi những lời này nói ra, những người trong võ quán Mãn Châu đều không vui. Mày là cái thá gì chứ? Dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với quản lý của chúng tao sao? Một tên chỉ thẳng vào mũi của Phan Lâm mà quát lớn. Kéo anh ta ra. Thủy Bình Vân vô cùng tức giận và ngay lập tức hét lên. Vâng, chị Vân. Hai người bước tới ngay lập tức. Mấy người đang làm cái gì vậy? Cút ra khỏi đây. Mày có tin tao đánh chết mày không? người trong võ quán mãn châu tức giận tiến lên tạo thành bức tường chặn hai người đàn ông từng người từng người một cực kỳ kiêu ngạo cô bình vân các người tuy đông nhưng chúng ta đều là người luyện võ ai thắng ai thua khó phân biệt được đừng có ép chúng tôi nếu không sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu quản lý võ quán nhẹ giọng nói nhưng khi vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt đều lập tức rút súng lục ra khỏi tay và nhắm thẳng vào những người trong võ quán mãn châu Tất cả mọi người trong võ quán Mãn Châu gần như ngừng thở, lập tức sững sờ, không dám nhúc nhích. Ngu xuẩn, thời nào rồi mà còn dùng nắm đấm chứ? Nắm đấm của các người còn nhanh hơn đạn của tôi sao? Thì Bình Vân hét lên rồi lao tới, bắt hai phát vào mặt của người vừa xì nhục Phan Lâm. Không ai dám ngăn cản, người bị đánh run rẩy đứng tại chỗ, sợ hãi, không dám động đậy. Cô Bình Vân, cô... Quản lý võ quán cũng phải sừng sốt, không ngờ Thủy Bình Vân lại điên cuồng như vậy tôi là gì sao trần trừ gì nữa mà đánh chết tôi thùy bình vân hét lên hai người đàn ông lập tức kéo người đó một lúc sau thì kêu la thảm thiết người trong võ quán mãn châu đều toát mồ hôi lạnh quản lý võ quán càng thêm lạnh băng nắm chặt tay nhưng phan lâm dường như đã mất kiên nhẫn anh liếc mắt nhìn đám người hiện trường nhẹ nói người không phải là người nhà họ mãn thì có thể rời đi hôm nay tôi tới đây để tìm người nhà họ mãn tính sổ Tôi không muốn liên lụy đến những người vô tội. Những người không phải là người nhà họ mãn. Đi đi. Đi sao? Tuy chúng tôi không phải mang họ mãn, nhưng chúng tôi cũng là đệ tử của võ quán Mãn Châu. Bất kể là ai, nếu hôm nay muốn đánh tới đây, thì trước tiên phải dẫm lên thi thể của chúng tôi. Một người đứng lên kiên quyết nói. Đúng vậy, người luyện võ của võ quán Mãn Châu đâu có tham sống sợ chết. Nếu giỏi thì giết hết chúng tôi đi. Hôm nay chúng tôi sẽ cố thủ cùng võ quán những người đó kiên quyết hét lên ai nấy đều rất quyết tâm quản lý võ quán nhìn thấy điều này hai mắt nóng rực đắc ý nhìn chằm chằm phan lâm các người thấy chưa đây là quyết tâm của võ quán mãn châu chúng tôi các người muốn giết thì cứ giết đi nhưng cho dù các người là ai chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn các người có dám không nói xong quản lý võ quán cười ông ta tin rằng những người này chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực và rời đi nhưng vừa dứt lời phan lâm đột nhiên chộp lấy khẩu súng lục của thủy bình vân bên cạnh chĩa thẳng vào đầu của quản lý rồi bóp cò tiếng súng phát ra một lỗ máu lập tức xuất hiện trên đầu của quản lý võ quán ông ta mở to mắt nhìn phan lâm vô cùng kinh ngạc làm sao có thể nghĩ phan lâm thực sự bắn chết ông ta xung quanh có rất nhiều tiếng la hét nhà họ mãn muốn giết tôi các người nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao Nguyên tắc của Phan Lâm tôi là nếu như không đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì các người. Vì nhà họ mãn đã muốn giết tôi. Vậy Phan Lâm này không cần phải nương tay. Phan Lâm ném lại khẩu súng cho Thủy Bình Vân, không chút biểu cảm nói. Tất cả người nhà họ mãn sẽ bị xử lý lập tức. Về phần những người không thuộc nhà họ mãn, tất cả sẽ bị chặt tay chân. Các người không phải muốn cùng sinh tồn với võ quán mãn châu sao? Vậy thì tôi cho các người tọa nguyện. Hôm nay tôi sẽ đạp lên xác của các người mà phá hủy võ quán mãn châu. Nghe đến đây, đầu của mọi người gần như là vỡ tung. Mày... mày điên rồi. Rốt cuộc, mày là ai? Cứu, cứu tôi với. Tôi muốn về nhà. Người của võ quán mãn châu lập tức hoảng sợ. Nhưng đã quá muộn. Thủy Bình Vân đã gọi hơn một nghìn người đến và bao vây họ. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tiếng hò hét, ồn ào, xé nát bầu trời đêm. Phan Lâm bình thản nhìn cảnh tường lộn xộn, một lúc sau mới xoay người lên xe bên lây bên cạnh. Cậu chủ Lâm, Thủy Bình Vân nhanh chóng lên xe. Việc ở đây giao cho cô, tôi phải đến Yến Kinh ngay lập tức. Vâng, thưa cậu chủ Lâm. Một máy bay phản lực tư nhân đậu ở sân bay Giang Thành. Cậu chủ, người bị quấn chặt trong băng, vệ sĩ của hắn là Mạnh Hà, đang tập tĩnh đi về phía chiếc máy bay tư nhân. Cậu chủ, cậu có chắc là mình không nhìn lầm không? Đối phương thật sự có 15 giọt lạc linh huyết sao? Một người phụ nữ tóc ngắn, da ngâm đen, mặc vest nhàn nhạt, nhạt, hỏi. Cái gì? Chị Thiên Phụng, chị nghĩ tôi đang nói dối sao? Cậu chủ nhướng mày. Cậu có biết 15 giọt lạc linh huyết có ý nghĩa thế nào không? Chính vì vậy tôi đã yêu cầu ông nội đừng điều tra chuyện này nữa. Sức mạnh của đối phương rất đáng sợ. Thế nhưng sau khi mất lạc linh huyết, cậu làm sao có thể đọ sức với người đó chứ? Khi đại hội được tổ chức, chúng ta lại đối mặt với nhà họ Phan, sợ rằng sẽ không còn vốn liếng để đối đầu nữa. Cầu chủ định bỏ cuộc như thế này sao? Người phụ nữ tên Thiên phục ngương tụ ánh mắt và nói, "Vậy chị muốn như thế nào đây? Đi giết hắn sao? Lấy lại Lạc Linh huyết sao? Chị có năng lực này thì đi đi, tôi nói cho chị biết, Mạnh Hà trước mặt người đó không đỡ được nổi một chiêu, vì tôi dựa vào thủ pháp quyền cổ của nhà chúng ta mới đỡ được vài chiêu." Nếu không phải tôi xem thường đối phương, tôi đã không thua nặng như vậy." Cậu chủ quay mặt lại nói. Thiên Phụng biết rằng nói thế vẫn còn là nói giảm nói tránh, thậm chí Lạc Linh Huyết cũng bị cướp đi, đây hẳn là do sức mạnh của đối thủ đè đẹp, đẹp Chuyện này không phải là chuyện tầm thường, cậu về trước đi, tôi đã nhận lệnh của ông chủ sẽ ở lại điều tra chuyện này. Chị đừng nên làm liên lụy đến gia tộc." Cậu chủ khịt mũi, tập tễnh bước lên máy bay. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chờ khách đã sớm lao thẳng vào bầu trời. Phan Lâm đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng bởi vì hai giọt lạc linh huyết, dung mạo của anh có chút thay đổi. Hai mắt như đuốc, làn da vô cùng khỏe mạnh, dường như có bằng hào quang mờ nhạt. Con người đen như mực, mái tóc đen nhánh, một thân hình cao lớn và khí chất độc đáo lại khiến anh trở thành tâm điểm trong khoang máy bay. Thậm chí tiếp viên hàng không còn nhìn trộm, trước khi xuống máy bay cô ta còn muốn xin nick facebook của văn lâm nhưng văn lâm từ chối ra dạ khỏi sân bay một chiếc pho bình thường đậu ở đó đây cũng là sự sắp đặt của thủy bình vân cậu chủ lâm khách sạn của cậu đã được sắp xếp xong cậu về nghi ngơi trước đi người lái xe là một phụ nữ khá trẻ về ngoài bình thường nhưng rất có năng lực cô được thủy bình vân điều động từ giang thành đến yến kinh tên cô ấy là nhùy yến ban đầu thùy bình vân muốn mở một công ty ở yến kinh cho những kế hoạch tương lai nhưng tình hình ở yến kinh quá phức tạp mặc dù công ty của cô đã được mở nhưng gặp nhiều khó khăn khó phát triển. phan lâm hít sâu một hơi nhìn cảnh đêm ở yến kinh trong mắt lóe lên tiên lạnh lẽo cuối cùng đã trở lại anh thì thầm cầu chủ lâm nghỉ thi cẩn thận hỏi trở về khách sạn trước đi tám giờ sáng ngày mai đưa tôi đến võ quán mãn châu phan lâm nói Vâng, thưa cậu chủ. Nhụy Thi mở cửa xe cho Phan Lâm, xe phóng đi. Sáng sớm ngày hôm sau, cổng võ quán Mãn Châu đã được mở ra, các môn sinh mặc võ phục chạy vào. Ông hai nhà họ Mãn và một số thành viên cấp cao của nhà họ Mãn đang ngồi uống trà trong sành. Đối diện họ là một người đàn ông trung niên và một cô gái xinh xắn. Cô gái tức giận cúi gằm mặt không nói gì. Người đàn ông trung niên cười nói, nếu ông hai đã đồng ý, vậy thì việc này đã định. Anh Trung Kính đừng lo, Tú Vi là con gái của anh, chỉ cần con bé và Đình Phúc ở cùng một chỗ, hai gia đình chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Đến lúc tổ chức đại hội, cho dù không vượt qua được nhà họ Phan, ít nhất kiếm lời cũng không thành vấn đề." Ông Hai đã nói như vậy, vậy thì lần này nhà họ Trung chúng ta có thể trông cậy vào ông Hai rồi." Chúng kính vui mừng khôn xiết, vỗ tay quay ngoắt với cô gái bên cạnh. "Tú Vi, còn không mau cúi lại sư phụ đi." bắt đầu từ hôm nay con sẽ tập luyện võ tại võ quán mãn châu con biết không ba con không cần người khác dạy võ công cho con nữa nhà họ phan gì gì đó thiên tài gì gì đó con không sợ con muốn trở về không muốn tiếp xúc với mãn đình phúc kia cô gái rốt cuộc không nhìn được nữa đột nhiên ngẩng đầu lên nói láo xược trung kính tức giận trừng mắt nhìn cô gái con cho rằng chút võ công của con có thể so sánh với người trong võ quán mãn châu sao còn nghĩ có ai có thể học được thủ pháp quyền cổ của võ quán Mãn Châu sao? Bà nói cho con biết, nếu không vì nề mặt ông nội con, mọi người trong võ quán Mãn Châu sẽ chấp nhận con sao? Đây là cơ hội duy nhất của con. Mau đi làm lễ nhận sư phụ đi, sau này con sẽ ở lại đây, hiểu chưa? Ba, nhanh lên! Trung kính nói một cách gay gắt. Nước mắt của cô ấy trào ra, nhưng dưới áp lực, cô ấy không còn cách nào khác là bước tới, đau lòng nói. Sư phụ, Cô bé, cháu vừa mới tới đây, nhất định sẽ có chút phản kháng. Thật ra cháu không cần phải lo lắng đâu. Lâu dần thì sẽ quen thôi. Ở đây cách nhà cháu không xa, cháu có thể về bất cứ lúc nào cháu muốn, có đúng không nào? Ông hai nhà họ mãn với một nụ cười. Nhưng tôi không muốn tiếp xúc với mãn đỉnh phúc đó. Tôi nghe nói anh ta chỉ là một công tử chơi bời và có vài cô bạn gái. Nếu tôi kết hôn với người như vậy, tôi thả chết còn hơn. Trường Tú Vy bĩu môi, ông hai nhà họ mãn sắc mặt hơi thay đổi cười khổ nói đỉnh phúc vẫn có rất nhiều ưu điểm ưu ừ điểm sao tôi không biết và tôi cũng không muốn biết dù sao thì nếu tôi phải học võ ở đây thì tôi rất sẵn lòng nhưng tôi sẽ không bao giờ có liên quan đến mãn đỉnh phúc đó trương tú vì đột nhiên kiên quyết nói còn nói cái gì trung kính tức giận hung hăng nhìn chằm chằm vào trung tú vi còn nói lại thử xem ba ba đừng có ép con bà ép con cái gì chứ Bà bảo con luyện võ ở đây, muốn con tiếp xúc với bạn Đình Phúc một chút. Xem ra bà đối với con vẫn là quá rộng lượng. Ông hai, đừng lãng phí thời gian. Hay là hẹn ngày đi, để đứa con gái ngốc nghếch này của tôi gà cho nhà họ mãn luôn. Trung Kính nói, chuyện này... Ông hai nhà họ mãn do dự. Bà, bà vội vàng đẩy con gái mình vào hố lửa như vậy sao? Hố lửa sao? Bà làm thế này là muốn tốt cho con. Bà đừng có ép con. Trung Tú Vi hét lên trong nước mắt. Con gái bất hiếu. Trung kính lập tức tức giận tát vào mặt của Trung Tú Vi một cái. Trung Tú Vi ngay lập tức ngã xuống đất. Một dấu tát đỏ rực in trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Này ông! Ông hai nhà họ mãn cau mày. Xin lỗi mọi người, khiến mọi người chê cười rồi. Này, vốn là cứng đầu, là tôi dạy con không nghiêm. Này, người anh em, đừng có tự trách mình. Dù sao thì Tú Vi vẫn còn trẻ, cứ thong thả đi. Còn chuyện kết hôn thì nói sau. Mãn Tuấn Đại cười nhẹ, trên thực tế ông ta không quan tâm đến việc trung tú vi có gà cho nhà họ mãn ông ta chỉ muốn sự hỗ trợ của nhà họ trung đại hội sắp được tổ chức nhà họ mãn tuy mạnh nhưng còn kém xa các gia tộc lớn muốn đạt được thứ gì ở đại hội thì phải nỗ lực hết sức mới có được nếu đã vậy chúng ta cứ từ từ nói chuyện trung kính mỉm cười sau đó nhìn chằm chằm vào trung tú vi bây giờ con đã hài lòng chưa con hận ba cả đời này Trung tú Vi tức giận đứng dậy, hét lên với Trung Kính. Sau đó quay người chạy ra ngoài. Tú Vi, còn Trung Kính lo lắng, nhưng Trung tú Vi đã lao ra khỏi võ quán. Để con bé đi đi. Mãn Tuấn Đại mỉm cười. Trung Kính thở dài và không nói gì nữa. Trung tú Vi bật khóc và chạy ra khỏi võ quán. Cô ấy chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để khóc. Nhưng khi cô ấy vừa chạy ra khỏi võ quán, một âm thanh trầm đục vang lên. Trung tú Vi dường như đã va vào ai đó không đề phòng mà ngã bẹp xuống đất. Ôi, ai vậy? Đi đường không nhìn sao? Trung Tú Vi tức giận nói, cô ấy vốn đang có tâm trạng không tốt, bây giờ còn ai dám gây chuyện với cô chưa? Đừng tưởng rằng cô ấy chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi, nhưng cô ấy từ nhỏ đã luyện võ. Cho dù không có tài năng như những thiếu niên thiên tài trong võ quán Mãn Châu, nhưng vẫn dư sức để hạ cục một vài người bình thường, cho nên cô ấy nói chuyện rất kiêu ngạo. Trung Tú Vi vội vàng đứng dậy, định tính sổ với người trước mặt cô nhưng khi đứng dậy và nhìn rõ người trước mặt cô sững sờ đẹp trai quá ai đây giống như một mỹ nam bước ra từ trong tranh vậy Trung thú vi cảm thấy tim mình đập thình thịch và dữ dội đôi mắt như bị nam châm hút ngây người nhìn người trước mặt không thể động đậy cô đến từ võ quán mãn châu có đúng không lúc này người trước mặt nhẹ giọng nói phải không phải tôi không chúng thú vi choáng váng rồi đột ngột lắc đầu rốt cuộc có phải hay là không? người trước mặt nhíu mày. không phải, tôi không phải, không bao giờ. trung tú vi vội vàng nói. nhưng đúng lúc này, một đám người đột nhiên bước ra khỏi võ quán mãn châu. đi đầu là một người phụ nữ trang điểm đậm. người phụ nữ nhìn thấy trung tú vi, ngay lập tức tức giận bước đến tát vào mặt của trung tú vi mà không báo trước. trung tú vi dù sao cũng là người luyện võ, phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay chặn lại, lùi lại một bước. lệ mỹ uyên, cô đang làm cái gì vậy? Trung Thu Vi nhìn thấy rõ người đến, tức giận nói. Làm gì sao? Đến để giáo huấn cái đồ chó cái như cô đó. Lê Mỹ Uyên tức giận nói, sau đó vẫy tay. Đánh cho tôi. Vâng. Những người viết sau lao lên. Dừng lại. Trung Thu Vi trở nên lo lắng và ngay lập tức hét lên. Lê Mỹ Uyên, cô có điên không? Tôi xúc phạm cô khi nào chứ? Cô không có khiêu khích tôi, nhưng lại khiêu khích đình phúc nhà tôi. Tôi nghe nói, đồ hồ ly tinh như cô đi quyến rũ đình phúc. Tôi nói cho cô biết, đình phúc là của tôi, hoặc là cô cút đi cho tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ lột sạch đồ của cô giữa phố đó. Lê Mỹ Uyên nói dứt khoát. Cô ta mới biết cô gái này đến cửa để gà cho Mãn Đình Phúc. Gia đình của cô ta có quan hệ thân thiết với nhà họ Mãn như vậy. Cô ta quen biết Mãn Đình Phúc đã lâu như vậy. Hai năm này, Mãn Đình Phúc mới chấp nhận cô ta. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng mình có thể kết hôn với Mãn Đình Phúc mà không lo cơm ăn áo mặc cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Trung Tú Vi nửa chừng sẽ phá vỡ mọi kế hoạch của cô ta. Vì vậy, cô ta không thể không tức giận. Khi nghe những lời của Lê Mỹ Uyên, biểu cảm của Trung Tú Vi rất xấu xí. Người của Lê Mỹ Uyên không do dự nữa. Vì vậy, họ đến dạy dỗ Trung Tú Vi. Đột nhiên, một bóng người bên cạnh bước tới. Trung Tú Vi dừng sốt, kinh ngạc nhìn người đàn ông nói. Anh bạn này, mau trở về đi. Anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Trung Tú Vi còn tưởng là người này sẽ đứng ra bảo vệ cô, nhưng người đó dường như vớt lờ Trung Tú Vi, thay vào đó nhìn vào chằm chằm Lê Mỹ Uyên và nói: "Cô có phải là Lê Mỹ Uyên không? Anh là ai?" Lê Mỹ Uyên liếc nhìn người đó, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta, nhưng khi cô ta nhìn thấy anh ta đứng cùng với Trung Tú Vi, cô ta nghĩ đó là người của Trung Tú Vi, thì nói một cách lạnh lùng: "Trung Tú Vi, cô đúng thật là một con điếm mà." Bản thân cô đã nuôi một tên thư sinh, còn dám tới đây để dụ dỗ đình phúc nhà tôi sao? Cô! Trung Tú Vi tức giận. Tuy nhiên, người đàn ông không hề để ý mà nói. Nói cho tôi biết, cô có phải là Lê Mỹ Uyên không? Bà đây chính là Lê Mỹ Uyên đấy. Làm sao? Anh muốn làm cái gì nào? Lê Mỹ Uyên hử lạnh. Nếu vậy thì... Cô là người đã đánh mấy người Lý Ái Vân sao? Người đàn ông nói lại. Lý Ái Vân sao? Lê Mỹ Uyên sững sờ, đột nhiên nhớ ra. Làm sao? Anh là gì của con khốn Lý Ái Vân đó? Đúng không? Người đó vẫn trầm giọng hỏi. Ồ, thế thì đã sao nào? Làm sao? Anh đến đây để trả thù cho cô ta sao? Lê Mỹ Uyên chế nhạo. Bình thường thì tôi không đánh phụ nữ. Người đàn ông rừng rừng nói. Vậy thì tại sao anh lại chạy đến đây chứ? Để cãi nhau với tôi sao? <laughs> anh có biết đây là đâu không? Đây là nơi mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Này, các người đến đây, Trước tiên xử lý cái đồ chơi của con chó cái này, sau đó xử cô ta. Lê Mỹ Uyên hét vào mặt của mấy tên côn đồ. Ngay khi cô ta dứt lời, sắc mặt của Trung Tú Vi thay đổi ngay lập tức. Nhưng cô ấy lập tức sông lên. Lê Mỹ Uyên, cô tưởng rằng tôi sợ cô sao? Tôi sẽ cho cô thấy tôi sẽ làm như thế nào? Nói xong thì liền nâng nắm đấm lên. Những tên côn đồ đó ngay lập tức tách ra thành hai người để đối phó với Trung Tú Vi. Những người khác thì lao về phía người đàn ông. Tuy nhiên ánh mắt của người đàn ông đó lạnh lùng, anh ta di chuyển đột ngột như một cơn gió, ngay lập tức lao vào giữa những kẻ côn đồ, đánh đấm cực kỳ tàn nhẫn. Tất cả đều đánh vào đầu gối và ngực của những người này, từng cú đấm và từng cú đá như thể đánh vỡ xương của bọn họ. Trong vòng 3 giây, 50 người đàn ông cường tráng đã bị đá văng ra và đập vào cổng của võ quán Mãn Châu. Sau khi họ bị đập vào, lập tức không cử động được nữa mà bất tỉnh. Trung Tú Vi chạy đến bỗng cảm thấy bối rối, Lê Mỹ Uyên cũng chết lặng. Cô ta ngây người nhìn cảnh tượng khủng khiếp, đầu óc trống rỗng. Cô ta có thù với cô, có đúng không? Người đàn ông hỏi Trung Tú Vi. Trung Tú Vi dững sở, không biết phải trả lời như thế nào. Anh, anh, anh là ai? Lê Mỹ Uyên hoàn hồn, run rẩy nhìn người đàn ông. Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã tát mạnh vào mặt của Lê Mỹ Uyên. Lê Mỹ Uyên xoay người tại chỗ, sau đó ngã xuống đất. Nửa khuôn mặt lập tức dưng lên, trong miệng không ngừng nôn ra máu trong miệng còn có mấy chiếc răng gãy khiến cô ta phát điên lên mặc dù tôi không đánh phụ nữ nhưng lần này là ngoại lệ cái tắt này là dành cho vợ tôi người đàn ông lạnh nhạt nói một tiếng sau đó nói với trung tú vi người phụ nữ này tôi giao cho cô xử lý cái này tôi tôi cũng không tốt lắm trung tú vi nói với vẻ ngập ngừng lê mỹ uyên và nhà họ mãn có quan hệ rất thân thiết nếu động vào lê mỹ uyên nhà họ mãn chắc chắn sẽ không vui cô không muốn sao vậy thì tôi sẽ tự mình làm người đàn ông thản nhiên nói đột nhiên nhấc chân đá về phía lê mỹ uyên cơ thể của lê mỹ uyên trong tích tắc bay ra ngoài đồng phải bức tường cách đó không xa sau đó lăn xuống đất hồn mê bất tỉnh chúng tu vi cực kỳ ngạc nhiên nếu sớm biết vậy thì cô ta đã ra tay rồi một số người qua đường còn hoảng sợ hơn la hét hoặc dùng điện thoại di động để gọi cảnh sát khung cảnh hơi ồn ào và lộn xộn nhưng người đàn ông mặc kệ tất cả nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt rồi bước thẳng vào trong người nhà họ Mãn ở đâu giao mãn đình phúc và mãn tuấn đại ra đây người đàn ông bước vào lập tức kêu lên giọng nói vang vọng với âm thanh này võ quán mãn châu sôi chào rất nhiều tiếng bước chân lập tức vang lên từ các nơi khác nhau trong võ quán vô số đệ tử của võ quán mãn châu chạy ra vây quanh kẻ đi vào mãn tuấn đại và một nhóm thành viên cấp cao của võ quán mãn châu cũng chạy tới nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước cửa, vẻ mặt của mọi người thay đổi. Trung Tú Vi cũng chạy đến bên Trung Kính hơi sợ hãi. Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tú Vi, con đã làm cái gì? Trung Kính nhìn chằm chằm vào Trung Tú Vi. Con... con... con không có làm gì cả. Trung Tú Vi run rẩy nói. Cậu là ai? Mãn Tuấn Đại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng hỏi. Mãn Tuấn Đại, là ai? Người đàn ông hỏi một cách hùng hồn. Chính là tôi đây. Mãn Tuấn Đại đi ra, hít mắt. Cậu tới võ quán của tôi, không rõ đúng sai mà đánh thương người của chúng tôi. Cậu tới đây để phá vỡ võ quán sao? Phá võ quán? <laughs> cũng nên cần nhắc. Nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn là phá võ quán nữa. Mãn Tuấn Đại, ông phái người giết tôi. Hôm nay tôi đến đây để giết cả họ mãn nhà ông. Điều này cũng hợp lý, có đúng không? Ngay khi nghe thấy những lời này, Mãn Tuấn Đại sững sờ, sau đó kêu lên. Cậu, là chủ tịch Lâm sao? Xem ra ông còn chưa ngu ngốc. <laughs> tôi tưởng là ai? Thì ra là cậu sao? Chủ tịch Lâm. Cậu không ở cái tổ Giang Thành của mình mà tới Yến Kinh để làm cái gì? Cậu cho rằng đây là một nơi nhỏ bé như Giang Thành sao? Cậu có biết đây là đâu không? Tại cửa chính của võ quán Mãn Châu của tôi, cậu dám ở đây ngông cuồng sao? Tôi nghĩ cậu không muốn trở về Giang Thành nữa rồi. Mãn Tuấn Đại lại giễu cợt một tiếng, sau đó xua tay đóng cửa võ quán, đồng thời đuổi việc người gọi cảnh sát đi. Vì người bên kia tới đây phá võ quán, vậy thì dùng võ công của chúng ta để giải quyết. Không thể để những người ở Yến Kinh chê cười được. Vâng, ông hài. Người của võ quán Mãn Châu lập tức đóng cổng, các đệ tử lập tức vây chặt lấy Phan Lâm nghiêm ngặt. Tôi luôn cho rằng, Chủ tịch Lâm chỉ là một bác sĩ đông y, biết chút y thuật, không ngờ cậu cũng biết đánh nhau. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội. Nói đi, Cậu muốn đánh ai đây? Một chọi một, tôi sẽ không ỉ đông hiếp yếu. Mãn Tuấn Đại nói một cách thản nhiên. Chú Tuấn Đại, chuyện này có phải là có hiểu lầm giữa các người không? Khuôn mặt của Trung Tú Vi trở nên lo lắng, lập tức đứng dậy nói. Còn im đi, chuyện này liên quan gì đến con? Sắc mặt của Trung Kính nhất thời thay đổi, ông lập tức túm lấy Trung Tú Vi. Cái gì? Tú Vi? Cháu quen với người này sao? Mãn Tuấn Đại quay đầu lại hỏi. Trung Tú Vi mờ miệng và không nói gì. Lúc này Văn Lâm lấy ra kim bạc, lần lượt đâm vào tay chân mình. Năm kim ở mỗi nơi. Châm kim xong, anh giơ tay lên, 15 giọt lạc linh huyết dưới tay áo, lúc này trông rất kỳ quái. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu thôi. Văn Lâm nói, cậu gấp gáp đến vậy sao? Vậy cậu muốn chiến đấu với ai đây? Mãn Tuấn Đại hỏi với một nụ cười. Ông hai, ông có muốn tôi xử lý người này không? Trung kính hạ giọng. Người anh em, tuy rằng võ công của anh không tệ, nhưng đây là võ quán mãn châu của tôi. Người khác tới phá võ quán mãn châu, nếu võ quán mãn châu của tôi không tự mình giải quyết, nếu như truyền ra ngoài, thì chúng tôi còn có thể diện nào nữa. Ông cứ đứng xem đi, dọn xong người này rồi chúng ta đi nhậu tiếp. Mãn Tuấn Đại cười nhạt, nháy mắt ra hiệu với thành viên cấp cao của nhà họ bán gần đó. Người đó hiểu ý, lập tức tiến lên, bày ra cứ tư thế, trầm dạo quát. Xin chỉ giáo, Mấy người không lên cùng lúc sao? Phan Lâm hỏi. Cùng nhau lên sao? Người đàn ông sừng sốt, sau đó lại diễu cợt. Cần bao nhiêu người để giải quyết cậu chứ? Tôi là đủ rồi. Nói xong, anh ta hét lên, đấm vào mặt Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm không nhúc nhích, mà là lạnh lùng nhìn người đàn ông. Mọi người trong võ quán Mãn Châu xung quanh đều kinh ngạc. Anh chàng này đang làm gì vậy? Tại sao lại không né tránh chứ? Anh ta là một kẻ ngốc sao? Mọi người đang suy nghĩ, nắm đấm của người nhà họ mãn đập vào ngực của phan lâm một cách dữ dội phát ra tiếng động nghẹt thở nhưng thân thể của phan lâm vẫn bất động không có một chút đau đớn nào trên khuôn mặt anh có vẻ như cú đấm này không khiến anh đau đớn cái gì người đàn ông chết lặng những người xung quanh không khỏi run sợ tất cả đều chọn tròn, tròn mắt nhìn cảnh tượng này tôi nói rồi các người cùng lên đi phan lâm lạnh lùng nói đột nhiên giơ tay đánh mạnh vào cánh tay của người đàn ông cánh tay thẳng của người đàn ông bị bẻ gãy ngay lập tức cánh tay anh ta uốn cong thành một góc rất lạ sau đó phan lâm lại đá người đó trong tích tắc bay ra đập vào hòn non bộ bên cạnh hòn non bộ vỡ tan tành người đó ngất xỉu cái gì vô số người há hốc miệng hôm nay tôi sẽ chỉ tính sổ với người nhà họ mãn ai không mang họ mãn thì rời đi càng sớm càng tốt để tránh tai họa phan lâm trầm giọng nói bước lên phía trước lập tức lao thẳng về phía người mãn tuấn đại như một con sư tử nhảy vọt thẳng khốn mãn tuấn đại vô cùng tức giận lật tay đấm ra một quyền chết đi cho tao nắm đấm dữ dội mạnh mẽ và nhanh chóng phải nói rằng mãn tuấn đại quả thực là một cao thù võ công hạng nhất thực lực của ông ta hơn rất nhiều so với những nhà vô địch võ thuật đó nhưng trước mặt phan lâm nắm đấm này là không đủ không tệ phan lâm hoàn toàn không biết nhiều về võ thuật chỉ có hai thứ mà anh phụ thuộc vào một là sức mạnh hai là tốc độ sức mạnh chấn áp mọi thứ tốc độ là trên hết theo quan điểm của anh chiêu thức võ thuật chỉ là vỏ mọc mà thôi khi khả năng của bản thân vượt qua những kỹ thuật này thì những chiêu thức này chỉ gọi là làm màu ánh mắt của văn lâm lạnh lùng cũng không có né tránh mà còn dùng nắm đấm một đấm đối mặt với nắm đấm của mãn tuấn đại Âm thanh bị bóp nghẹt và âm thanh giòn vang lên gần như là đồng thời, chỉ thấy nắm đấm của Mãn Tuấn Đại va chạm với nắm đấm của Phan Lâm, lập tức biến dạng, xương thịt nổ tung, máu me đặc biệt gớm ghiếc. Mãn Tuấn Đại kêu lên một tiếng thảm thiết, lùi lại mấy bước, nắm đấm của ông ta đã bị Phan Lâm đánh nát. "Cái gì?" Những người xung quanh tái mặt vì sợ hãi. "Đi, cùng nhau đi, giết tên này." Những người còn lại của nhà họ Mãn hoảng sợ và lập tức la hét những người xung quanh võ quán mãn châu không còn do dự nữa đồng loạt xông lên nếu đã động tay động chân rồi thì đừng có đi nữa văn lâm lạnh lùng nói di chuyển hai nắm đấm đập vào trong đám người mỗi nắm đấm và mỗi cú đá nặng như hàng trăm cân đánh vào người không gãy xương thì cũng bất tình văn lâm giống như là chiến thần không có ai có thể ngăn cản chỉ trong vài chục giây đã có hơn hai mươi người nằm trên mặt đất rên rỉ hoặc ngất dìu tính tượng này khiến hai ba con nhà trung kính ở đây sợ hãi, toàn thân run lên, Mãn Tuấn Đại đứng sang một bên cũng chết lặng. Tên tên này là quái vật sao? Ông hai, chúng ta người của chúng ta dường như không thể ngăn cản được người này." Một đệ tử của võ quán Mãn Châu run rẩy nói, "Mau, đến quán trà, gọi anh cả đi." Mãn Tuấn Đại lo lắng hét lên, "Vâng, ông hai." Trong một quán trà không xa võ quán Mãn Châu, Mãn Tuấn Dạ, ông chủ của võ quán Mãn Châu cũng chính là ông cả của nhà họ Mãn, đưa một số người lớn tuổi của nhà họ Mãn đến đây uống trà, xem biểu diễn. Mặc dù nói là xem biểu diễn, nhưng mà chỉ nói về những chuyện quan trọng. Những người ngồi cùng bàn với họ cũng là những người lớn tuổi và có uy tín. Vài người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía một bàn ở trung tâm của quán trà. Thực ra không phải chỉ có họ mà có rất nhiều người trong quán trà đều nhìn vào đó. Có hai người đang ngồi ở bàn ở trung tâm. Một ông già khoảng 60 tuổi và một cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Thân hình nhỏ nhắn của cô gái dựa vào ghế, ánh mắt xinh đẹp nhìn lên người biểu diễn trên sân khấu. Thỉnh thoảng cô ấy lại ăn chút đồ ăn ở trên bàn. Ông già đứng ở bên cạnh, không dám ngồi xuống, cũng không nói chuyện, giống như một bức tượng vậy. Đây đúng là huyết ẩm, Cô chủ nhỏ này tại sao lại chạy tới đây vậy? Một người ở bên cạnh mãn tuấn giả, ôm chán có chút đau đầu nói. Đừng để cô ấy nhìn chằm chằm, không thì xong đấy. Một ông già ở đối diện nói nhỏ. Mọi người đừng lo lắng, đây là yến kinh. Hơn nữa, việc hội nghị sắp được tổ chức, nhà họ Phan không muốn gây quá nhiều phiền phức. Cô ấy nhất định sẽ bị kiềm chế. Chúng ta hãy tiếp tục bàn chuyện, mặc kệ cô ấy đi. Mãn Tuấn Giả nói, mấy người lại lập tức thảo luận Tuy nhiên, đúng lúc này, có một người vội vàng chạy vào quán trà. Trường võ quán, trường võ quán, không ổn rồi. Người này không biết tình huống trong quán trà, vì vậy hét lên. Cô gái đẳng cấp đang ăn nhẹ kia, lập tức tò mò mà quay đầu sang. Vẻ mặt của mãn tuấn giả cũng thay đổi. Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, trầm giọng nói. À mậu, im lặng đi, hoàng hốt như vậy thì còn thể thống gì không hả? Bầu trời cũng không sập được. Vâng, trường võ quán, Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Mãn Tuấn Dạ lạnh lùng hỏi. Có người đến phá võ quán? Có người đến phá võ quán? Người đàn ông tên là A Mậu vội vàng nói. Khi những lời này được nói ra, nhiều người đã sững sờ. Phá võ quán sao? Ai mà lại can đảm như thế chứ? Còn dám phá võ quán của nhà họ Mãn sao? Đúng là muốn chết. Những người xung quanh không khỏi ồn ào. Mãn Tuấn Dạ có chút kinh ngạc. Sau đó hừ lạnh một tiếng, Đại làm việc kiểu gì vậy? Có người đến phá võ đường, cậu ấy không xử lý sao? Ông Hai cũng đã tiến lên, nhưng... nhưng người kia rất lợi hại, chỉ một đòn đã đánh bại ông Hai rồi. Hai cánh tay cũng bị phế đi. À Mậu nói, cái gì? Mọi người đều bị sốc, biểu cảm còn hoàng hốt hơn. Một chiều đã đánh bại ông Hai rồi sao? Cái này... cái này không thể nào. Mọi người tê cả ra đầu, không thể tin được. Tôi nhớ Mãn Tuấn Đại vẫn còn một số bản lĩnh, ai giỏi như vậy chứ? Lúc này một âm thanh trong trèo, mọi người đều quay đầu lại. Khi nhìn thấy chủ nhân của âm thanh, sắc mặt của nhiều người nhất thời thay đổi, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Hoa giả chủ nhân của giọng nói này chính là cô gái lúc nãy ngồi ở bàn trung tâm. Sao, sao các người không nói nữa? Đang khinh thường tôi sao? Cô gái trẻ cau mày có vẻ rất không vui. Cô chủ phan nói đùa rồi, chúng tôi làm sao có thể coi thường cô được mãn tuấn giả hít sâu một hơi võ quán của ông bị người ta phá sao cô gái hỏi chỉ là một chuyện nhỏ thôi vậy thì các người tại sao không chạy về đi tôi cũng muốn xem thử những ca sĩ biểu diễn trên này đều xem chán rồi đến nhà ông xem chuyện vui còn hay hơn cô gái cười chuyện này mãn tuấn giả đột nhiên ngần người cái gì ông cũng coi thường tôi hả khuôn mặt của cô gái trầm xuống không dám không dám mãn tuấn dạ vội vàng lắc đầu vậy thì chúng ta đi thôi cô gái mỉm cười đi đến bên ngoài quán trà mãn tuấn dạ thở dài vội vàng đi theo ra ngoài mặc dù ông ta đã xem xét kỹ lưỡng về cô gái này nhưng mà cũng không thể nhìn hết được vào thời điểm này có khách đến chơi lúc đang có người phá võ quán nếu việc này không được xử lý ồn thỏa võ quán mãn châu sẽ mất hết mặt mũi trong giới luyện võ danh tiếng rất quan trọng võ đường mãn châu cũng vậy có được quy mô như ngày hôm nay cũng là vì danh vọng và nổi tiếng. Được nhiều người ngưỡng mộ, có rất nhiều người từ các nơi đến xin gia nhập. Nếu hôm nay bị người khác phá võ đường, chẳng phải sẽ làm trò cười cho mọi người sao? Võ quán Mãn Châu từ nay về sau làm gì mà yên ổn ở đây nữa? Vì vậy, Mãn Tuấn Dạ và cô gái trẻ vội vàng đến võ quán Mãn Châu. Giờ phút này, võ quán Mãn Châu tràn ngập tiếng kêu thảm thương. Trên mặt đất cũng có rất nhiều người của võ quán Họ bị gãy xương sườn hoặc gãy tay và gãy chân. Không ai trong số họ có thể đứng dậy được nữa. Những người duy nhất vẫn còn đứng vững là một vài đệ tử mới chưa làm gì và cha con của nhà trung kính. Vài người sững sờ, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tất cả những thứ này. Người cuối cùng bị hất tung, đập vào tường, gục xuống đất. Những người còn lại không còn dám đi đến gần nữa. Tất cả đều run rẩy tập trung tại chỗ mãn tuấn đại. Tất cả đều run rẩy hàng trăm người trên mặt đất đã được người đàn ông này xử lý sạch sẽ. Người này thực sự là người sao? Ông hai, nên nên làm gì? Chúng tôi nên làm gì đây? Một đệ tử run rẩy hỏi Mãn Tuấn Đại Bình tĩnh đi, đừng loạn. Anh ca sắp về rồi, bọn họ sắp về rồi. Đến lúc đó sẽ cho thằng nhóc này một bài học. Mãn Tuấn Đại toát mồ hôi lạnh, bình tĩnh nói. Nhưng sau khi nói chuyện một hồi, Phan Lâm ở đằng kia đã bước đi rồi. Tiến lên, ngăn cậu ta lại. Mãn Tuấn Đại cắn răng gầm lên. Ông hai, tôi... tôi làm sao mà dừng lại được chứ? Người bên cạnh đang muốn khóc rồi. Ta lại không ngăn cản được. Dùng nắm đấm, đấm để ngăn lại chứ sao? Đi, nhanh lên. Mãn Tuấn Đại thúc giục. Chuyện này... Người nào không nghe lời, cút ra khỏi võ quán Mãn Châu này đi. Mãn Tuấn Đại tức giận nói. Khi mọi người nghe được, họ không còn cách nào khác là cắn răng sông lên. Nhưng kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán. Phan Lâm chỉ dùng hai ba cú đấm là đã giải quyết hết những người này. Thủ đoạn của anh cực kỳ tàn nhẫn và không chút thương xót. Một khi ra tay, mặc dù không chảy máu nhưng cũng để lại chấn thương bên trong. Đến khi người cuối cùng của võ quán Mãn Châu ngã xuống, anh mới dừng lại. Mãn Tuấn Đại, đến lúc trả món nợ của ông chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, anh ca của tôi là Mãn Tuấn Dạ. Cậu có biết Mãn Tuấn Dạ là ai không hả? Nếu động vào tôi, thì anh cả của tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu. Mãn Tuấn Đại lùi về phía sau liên tục, khuôn mặt có chút lúng túng. Nhưng Phan Lâm không quan tâm. Mãn Tuấn Đại lo lắng, vội vàng nhìn trung kính ở bên cạnh. Người anh em, mau, mau giúp tôi. Này, ông hai, tôi làm sao mà giúp được ông chứ? Trung kính nói trong sự bất lực và sợ hãi. Ngay cả Mãn Tuấn Đại cũng không là đối thủ của người này, thì mình giúp kiểu gì đây? Rất nhanh, Phan Lâm bước tới chỗ Mãn Tuấn Đại. Thẳng khốn! Thấy không còn đường để đi, Mãn Tuấn Đại gầm lên, lao về phía Phan Lâm, giống như ông ta đang đánh trận cuối cùng. Nhưng trong tích tắc, Phan Lâm đột ngột bóp cổ Mãn Tuấn Đại, sau đó nhấc người ông ta lên, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Bức tường rung động, Mãn Tuấn Đại phun máu, nội tạng như muốn vỡ nát. Cầu... cầu định... định giết tôi sao? Mãn Tuấn Đại run dày và yếu ớt hỏi. Không, Tôi chỉ tới để phế ông thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó giơ một ngón tay lên, chọc về phía gân mạch của Mãn Tuấn Đại. Nhưng đúng lúc này, cửa ở bên ngoài được mở ra, sau đó một đám người bước vào võ quán. Dừng lại! Một tiếng hét vang lên là Mãn Tuấn Dạ đã đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ tiêu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như là yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.